Sáng ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Quán Chữ khóa 6, nhiệm ký 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 11. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng Nhân dân phường Quán Chữ bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật các kỳ họp được tổ chức đúng quy định, chất lượng được nâng lên, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề nhân dân quan tâm, các chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành, tổng thu ngân sách thực hiện đạt 105% kế hoạch, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường, 6 trên 6 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa cấp quận, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Với sự đồng thuận 100%, Hội đồng nhân dân phường quán chữ đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2024, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 12 đến 15%, thu ngân sách vượt 6 đến 8% dự toán quận sao, giảm từ 1 đến 2 hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới, duy trì 6 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa cấp quận, Hội đồng nhân dân phường cũng đã thành lập đoàn giám sát 6 tháng đầu năm 2024. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Quán Chữ thống nhất cho ông Phạm Quý Bảo, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 6, nhiệm ký 2021-2026 do chuyển công tác.